Chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay tiếp tục theo đội cầu cạo của cậu Chín Mớm. Hôm nay cậu Chín với anh Sang bằng áo xanh xanh nổi lên như cồn không trời. Mình phim hôm nay mà không mặc áo đẹp chứ được. Bình thường mặc cái áo trắng nó... Mình phim là phải mặc áo đẹp chứ đậu xấu đâu có được. Đúng không? Cậu Chín rồi, cậu hang cầu cạo kia cậu biết đường vô không? Bây giờ gỡ bớt qua cầu mà bà con. Qua cầu nhỏ này vô nhà người ta gửi. Hết xuống là chỉ còn có cái máy với cái xe ấy thôi, là mình vừa ôm cái vô lăng là đi bển luôn hả anh. Tính đâu dễ ăn nào ngờ cũng là kiếm đồng tiền không dễ. Chị biết luôn nãy quên thôi, giờ cũng quay rồi. Trực tiếp là không có nhậu được. Tiếp mà chính ở nhà báo phát hiện. Nó đâu biết mà tôi đâu, nó bắt nó phát hiện. Chơi cái bút không ạ? Nó mới để đó không thường nha. Nó rồi chứ. Mình nghĩ chơi sắt không à? Trong cái đội cầu cào của ông Bằng có người chơi khung sắt. Mua cái máy điều khiển ông quay ông cao ruộng cho nó quay luôn à? Dạ. Máy đó rẻ mà. Nhiều. Máy đó tùy theo cái thời gian mình bay. Nhiều cái hả? Đó tùy theo, ví dụ như cái tầm nhất thấp nhất anh dễ cho bay nhất là khoảng từ 5-6 triệu. Mua cái cho con chơi ruộng mà giữ vậy? Nhiều không nổi. Mua cái 7-800 ngàn dạng nó lên tới mét. À, chạy xe ghi. Chơi tôi con dưới cho nội. Đấy, chơi nhóc rồi chơi không biết nhiêu mà đúng không biết cái nào mà hỏi. Ông lên đó cái tiệm ông Pháp này hả? Rồi giỡn. Bài hù nghe mấy. Tại sắm mẹ cái 4 mấy triệu á. Đang làm tôi sẽ thuốc luôn chứ khỏe. Vừa con chơi mà vừa xịt thuốc luôn. Ừ. Sao? Quay ra đi đây lên. Ừ. Cái này gì? Này là cái gọi là cái chống rung. Chứ là mình đi mình không có rung. Cái gì đó, một cái là quay ra. Mấy người cho nó đại cầm cho này lắm. Trời ơi, giờ không thấy. Hôm qua chạy rồi cuối cùng nó nằm đâu vậy nay? Hôm qua cuối cùng nằm đâu? Hôm qua cái cục anh la mất nằm đâu? Rồi chính ông cũng quên chỉ ông cũng có công lợi nữa.
thiệt tới vụ mà làm biến bỏ chừng mớ vụ thôi là cũng đấm đuối. Phải nói vụ để 500 công còn thấy bà luôn mà cậu bỏ một cái ổn ha. Dạ. Là ngày hôm qua hả? Qua có hỏi anh Sang ấy, qua đường chiều anh Sang ấy. Ngon, chịu sức. Kia là 2 đạt con là 2.4 rồi, 2.4, 2.2. Ông đó ổng mày chợ ổng không có tiền chứ gặp nông thôn ngán thấy bà luôn á. Nghe nói chịu mấy nữa. Ngán, chàng ông nội cho chàng tí. Đất ổng mà thấy từ nào giờ mà nó lại như vậy đó. Ổng trang thì sao được. Chơi gì à? Cái gì dục đùng đùng dưới ta. Này chuyển qua đồng bên đây nè bà con. Xong mới đi được chứ. Từ từ thở với già rồi hôm nay cũng năm mấy rồi chính. Sao hả? Ừ. Ủa, mới buông chín hả? Chín rồi buông chín hả? Má dù dướng quên coi ta. Chơi qua cầu nè bà con, bây giờ ông chính cũng chơi qua cầu. Cái dụng cụ ở ngoài bà con bây giờ ổng
chân thành cảm ơn bà con xem video này. Bà con hãy nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại bà con video kế tiếp.